Những lỗi sai thường gặp khi bạn tập yoga khiến cho bạn càng tập càng đau mỏi cổ vai gáy hơn nữa. Và nguyên nhân tại sao bạn bị đau mỏi cổ vai gáy? Có rất nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên có thể là bạn ngồi sai tư thế. Khi bạn ngồi, bạn cuộn lưng quá lâu làm việc làm ảnh hưởng tới cột sống lưng và cổ, làm cho cổ mình bị đau và mỏi cổ nhiều hơn. Thứ hai, có thể trong quá trình bạn nằm ngủ, nằm sai tư thế cũng ảnh hưởng tới phần cổ vai. Bạn tìm tới yoga để làm gì ạ? Để tìm tới yoga để giúp cho mình giảm căng phần đau mỏi cổ. Nhưng không hiểu tại sao mình càng tập càng đau, càng tập càng đau. Vậy như thế nào là đúng trong quá trình tập yoga? Có thể bạn chưa bao giờ tập yoga, bạn lên trên mạng, bạn xem những video mà mình không hiểu được cái nguyên nhân từng những kỹ thuật để cho bạn tập đúng định tuyến, để cho bạn giảm những cái vấn đề đau mỏi cổ vai gáy và giải tỏa phần cổ vai gáy của mình nhiều hơn. Nhưng bạn càng tập bạn càng đau. Thì hôm nay Uẩn sẽ tổng hợp những lỗi thường mắc phải trong quá trình tập luyện làm ảnh hưởng tới cổ vai gáy, giúp cho các bạn tránh có thể tập tại nhà một cách an toàn hơn nữa. Bởi vì toàn bộ dây tinh ở phía sau nó bơm lên não, mà khi nó bị chèn ép phần ở cổ thì máu từ tim nó bơm lên, nó sẽ bị tắc. Chính vì vậy làm cho cổ của mình bị đau nè, tê nhất phần đầu, và căng hơn nữa là phần tay của mình bắt đầu sẽ bị tê, tê rần xuống tay, và đầu của mình rầu bưng lên nha, sẽ rất khó chịu, làm ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của anh chị. Với nhiều năm kinh nghiệm và huấn luyện và đào tạo về yoga, và cũng có rất nhiều lớp về qua Zoom, cũng đã chỉnh sửa rất nhiều các bạn để hoàn thiện tư thế và giải tỏa vấn đề đau mỏi cổ vai gáy và đi đúng kỹ thuật và định tuyến. Ok, và bây giờ chúng ta bắt đầu cùng vào những chủ đề với Uẩn nha. Uẩn sẽ chia ra nhiều nhóm, có 3 nhóm nha. Nhóm là những nhóm mà chúng ta ngã sau, những tư thế ngã sau. Uẩn ví dụ những tư thế chúng ta thường gặp trong yoga là tư thế rắn hổ mang. Uẩn sẽ lấy tư thế rắn hổ mang. Khi các bạn vào tư thế rắn hổ mang, đó là như vậy ha. Mình hạ ngực nè, bắt đầu hạ ngực xuống. Hai tay của mình chống ngang ngực như vậy. Rồi mình duỗi mũi chân ra. Bắt đầu các bạn nâng ngực, nâng cầm lên, hít vào nè, bắt đầu xoay vai ra sau, khép hai cửa trọ của mình lại vào ngực. Nâng vai, nâng ngực của mình lên. Lúc này sao? Mình ngả cổ ra như vậy. Cổ mình rơi tự do. Lúc này cổ của mình bị ngả ra sau tối đa. Và lúc này cổ của mình hiện tượng bị chèn ép nhiều. Các bạn nhìn nè, tư thế này, ngã ra sau, rụt vai. Đó. Các bạn hãy để ý. Đó, chính vì vậy làm cho cổ của mình càng tập nó càng bị đau. Vì sao ạ? Hai cái vai mình rụt lại, cổ mình rụt lại, thì phần này ở phần cổ của mình nó bị tắc nha. Máu nó sẽ không lưu thông. Và khi bạn tập ở tư thế này xong, các bạn đổi sang tư thế khác, có xu thế các bạn bị choáng nha, càng tập nó càng đau. Để đúng vào tư thế này, các bạn xoay vai ra sau, dùng khuỷu tay nhẹ nâng cằm lên, cách tay của mình xa vai khoảng nửa gang tay. Đúng rồi, như vậy nè, không ngã ra sau. Các bạn thẳng lên, rướn cằm của mình, rướn đầu của mình lên chân nhà, để sao nó thông thoáng phần cổ của mình các bạn nhé. Đây là tư thế mà rất nhiều người bị gặp phải, cứ ngã ra sau rớt cổ tự do. Đó là tư thế ngã sau. Còn tư thế máy bay, các bạn duỗi thẳng hai chân nha, hai tay của mình đưa ra sau mông, hướng mũi tay về mông nè. Rồi khi các bạn nâng người lên, ký hai gót chân nè, đẩy hông nâng ngực lên, siết nâng lên, ngã cổ ra sau nha, năm gót chân mình chạm, đẩy hông lên. Đó, các bạn thể thả tự do như vậy. Đó, thì cái phần cơ cổ của mình bị co lại, cơ cổ của mình gập ngã ra sau, làm cho mình bị căng cứng phần cổ của mình. Nên chính vậy khi mà tập, các bạn phải siết cơ cổ của mình lại, nâng lên, nâng lên, nâng lên, các bạn siết cơ cổ của mình lại. Đúng rồi, siết cơ cổ của mình lại. Đó, không ngã tự do như vậy, không để rơi tự do như vậy nhá, không để rơi tự do như vậy. Đẩy ngực lên, các bạn nâng cầm lên chút xíu. Khi như vậy cơ cổ của mình sẽ khỏe hơn và nó sẽ thông thoáng hơn, máu sẽ bơm lên não được nha. Đó, không ngã cổ tự do. Đó là tư kê.
là tư thế con lạc đà nha. Các bạn ký mũi chân nè, mình vào tư thế nha, hai tay mình đặt ra sau đó, hai tay đặt ra sau đẩy ngược lên, nâng ngực, nâng ngực đó, các bạn ngã từ rồi hạ cổ như vậy nha. Nó sẽ bị chèn ép cái phần cổ vai gáy của mình khi nó rụt vai như vậy, rụt vai. Nên các bạn phải đẩy ngực ra, xa ra, nâng cầm lên chút xíu, xiết cơ cổ của mình lại. Hít sâu thở chậm ở đây. Đúng rồi, nó sẽ mỏi cổ chút xíu nha, nhưng mà từ từ nó sẽ khỏe cơ cổ lên. Đó là những cái tư thế ngã về sau làm ảnh hưởng phần cổ vai gáy của mình. Tư thế ngã sau là rắn hổ mang đó. Những tư thế nhóm tư thế ngã sau. Còn bây giờ tư thế nghiêng ha. Nhóm tư thế nghiêng. Ví dụ như ổn về tư thế này, hai tay của mình lên cao, hít vào, hít sâu nha. Các bạn nâng cao tay lên thì các bạn đừng có rụt vai của mình lại, rụt cái cổ của mình lại. Các bạn phải thả lỏng ra. Khi mà rụt lại thì các nhóm cơ ở phần cổ vai gáy của mình nó bó sát lại ha. Các bạn nâng tay lên thôi, thả lỏng tay của mình ra, thì lúc này cơ cổ của mình rất là thoáng. Thả tay lỏng nè, úp hai tay vào bên trong nha, rồi thả lỏng ra, thì lúc này cơ cổ của mình sẽ thoáng. Còn khi các bạn rút lên như vậy, đó, có nhiều bạn lên là rút lên như vậy, cổ của mình rút lại đó, nó cũng sẽ xoay lại ra phía sau cho các bạn thấy nè. Đó, thấy không, nó phải thả vai xuống, đầu của mình phải cách vai khoảng nửa gang tay ha, thả lỏng ra thì máu rồi sẽ lưu thông, thì lúc này cổ của mình sẽ bị thông thoáng hơn trong quá trình tập. Và tư thế số 2 nghiêng, các bạn nâng hai tay lên cao, hít vào nè, nghiêng sang phải chỗ nha, nghiêng sang phải, hạ khuỷu tay của mình xuống, hạ khuỷu tay rồi bắt đầu nha. Mình hạ khuỷu tay thì mình ấn cái eo sang trái để cái chậu của mình nè nó hạ xuống, nó không bị bênh lên đó, nghiêng lên thì có hiện tượng là như vậy. Có nhiều bạn mà tới đây thôi cái vai của mình rụt lại nghiêng như vậy, các bạn có để ý không? Đó, có thấy dáng mình tập trong quá trình tập yoga không? Rụt vai như vậy, cổ rụt như vậy, rồi nghiêng đầu tối đa như vậy ha. Đó, cái này là những cái lỗi sai nó khiến cho cổ của mình nó bị chèn ép bên mặt cổ bên phải. Và khi nghiêng trái cũng như vậy, thì lỗi chính như thế nào? Các bạn phải ha, nâng đầu của mình lên, nâng đầu của mình lên, hạ vai của mình xuống, chung cái vai phải của mình xuống, thả lỏng ra cho phần cổ với vai nó thoáng ra, nó thoáng ra. Rồi bắt đầu bạn nghiêng sang phải như vậy, cầm hướng theo vai trái, thả lỏng ra, rướng dài tay của mình nha. Thì lúc đó máu nó sẽ bơm lên não, từ tim bơm lên não dễ dàng hơn, và mình tập sẽ tránh đi tình trạng tập xong tại sao nó bị bó cổ, cảm thấy là càng tập tại sao nó càng khó chịu hơn nữa, đầu nó bưng bưng hơn nữa nha. Những tư thế ngã sau và những tư thế nghiêng. Ví dụ như là tư thế nghiêng nữa. Ôi, giờ những tư thế là nghiêng. Ví dụ như là tư thế này ha. Rồi các bạn hai tay nâng lên, hít vào một lần nữa. Rồi nghiêng sang trái. Nghiêng sang trái. Ví dụ nha, hướng mũi chân như vậy. Hướng mũi chân, tay tay thẳng hàng với đầu gối, mũi chân hướng về phía trước đúng định tuyến. Rồi tay phải của mình áp sát tay nè. Rồi mình rụt cái cổ mình như vậy. Rồi mình đánh cái tay phong như vậy. Nguyên bạn thấy lúc này là nguyên cái phần cổ của mình nè, nó đang có xu hướng bị bó lại. Đó, có nhiều bạn hãy để ý, quay xoay ra phía sau cho các bạn thấy. Đó, mình đánh như vậy nè, đánh như vậy thì cái phần vai trái cổ nó bị rụt lại, chính vì vậy làm cho cổ của mình bị tắc nha. Tập nhiều, mỗi ngày một ít, mỗi ngày một ít, nó sẽ làm tăng, nó cộng lại một thành cái lỗi lớn, làm nó sẽ chấn thương nhiều hơn. Nên á, các bạn phải nâng cái vai lên, tay của mình áp sát nè, thả lỏng tay vai ra. Đúng rồi, cầm của mình nè hướng sang vai phải nè, đó, thả lỏng tay, cách vai của mình nè với cổ của mình cách ra một khoảng thông thoáng, tay phải của mình nâng lên đó. Hít sâu, các bạn giữ ở đây. Đó là những tư thế mà nghiêng ở phần cổ mà mọi người thường hay mắc phải, làm ảnh hưởng tới khi các bạn nghiêng sang thì các bạn sẽ bị đau ha. Còn khi mà những tư thế mà cúi gập người về trước
Thứ nhóm thứ ba, tụi sẽ bắt đầu cúi gặp người về trước. Rồi, khi mà các bạn nằm xuống ở về tư thế cái cày, khi mà các bạn cái cày hoặc đứng trên vai cũng là một nhóm nha các bạn. Khi các bạn cũng làm tư thế nó dễ hơn chút xíu. Khi các bạn bung hai chân qua đầu thì lực nó sẽ dồn vào cổ rất nhiều, mũi chân của mình hướng về sàn ha. Rồi các bạn sẽ nhìn bung hai chân qua đầu thì lúc này ha, tay của mình có thể hạ xuống như vậy thì lực nó dồn về cổ rất nhiều luôn các bạn, lực dồn về cổ rất là nhiều luôn nha. Đầu của mình lúc này cũng phải hướng lên trần nhà. Có nhiều bạn là rút lại nè, rút lại dồn hết lực vào cổ của mình đó, dồn hết ngay vị trí này nè, ngay vị trí ngay này các bạn dồn về hết ngay vị trí cổ vai gáy. Nên khi tập xong hạ tư thế này rất là đau, nên chỉ vậy các bạn chưa quen, các bạn hai tay của mình đặt lên hông đỡ cái phần lưng nè, rồi đặt cái vai của mình, khép cái vai của mình lại. Vì đôi khi các bè ra như vậy nè, bạn khép hai khuỷu tay vô, đẩy cái hông của mình lên thẳng đầu gối nè. Nếu thẳng không được bạn hạ chút xíu, lúc này ha nó sẽ đỡ. Đừng có xoay phăng phải, đừng có xoay sang trái ngồi nói chuyện như vậy nhé các bạn, nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái cổ của mình rất là nhiều. Các bạn giữ ở đây đó, các bạn khép khuỷu tay lại, hai tay của mình đỡ ra phía sau, nó sẽ đỡ lực và vai nó sẽ đỡ ha. Lúc này cổ nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Đó, đây là tư thế gặp người nha. Rồi khi các bạn đứng lên ha, các bạn đưa hai chân lên, đưa hai chân thẳng chân lên thì phần vai ha nó cũng bị bó. Có nhiều bạn là mở hai khuỷu tay sang hai bên, nó sụp vai xuống ha, nó mở sang hai tới bên như vậy, nó sụp vai xuống, nó ảnh hưởng trực tiếp với cổ, lực nè, nó đè trực tiếp lên cổ. Thì các bạn chỉ cần đặt tay thẳng lưng, khép hai khuỷu tay của mình lại, khép hai khuỷu tay, nâng ngực của mình lên, thẳng lưng lên, đúng rồi, thẳng lên. Lúc này ha, cổ của mình nó sẽ giảm rất nhiều, nó dồn vào vai với là khuỷu tay. Đó, mình siết lại. Rồi các bạn hạ xuống, từ từ, xuống từ từ. Đó, đó là tư thế mà bạn gập về trước cổ của mình. Tập làm sao nó bị đau cái cổ của mình ha. Khi chính vậy là các bạn phải lưu ý là tại sao mình tập mình càng đau. Thứ nhất là ngã sau, thứ hai là gập về trước, và thứ ba là nghiêng. Còn một cái lưu ý nữa là những tư thế mà nâng cao hơn là tư thế về tư thế về chồng túi ha, dùng lực dồn vào đầu. Thì đây là trường hợp mà cũng bị rất nhiều đối với những bạn mà mới tập hoặc đã từng tập rồi, và khi tư thế lên tư thế nâng cao là chồng chuối mình sẽ bị. Thứ nhất là mình sẽ, nếu lên tư thế đó mình có thể dùng gạch hoặc là dùng những cái dụng cụ khác để hỗ trợ. Ví dụ như ở tư thế này, lực nó sẽ dồn, ông sẽ quay ra hướng này cho các bạn xem. Khi mà hạ tay của mình xuống, lực tay và vai các bạn không khỏe và tay đang không đúng kỹ thuật, thì lúc này cái đầu của bạn xu hướng nó sẽ không chịu lực ha, chịu lực không đúng hướng làm cái cổ của mình nó bị đau. Ví dụ như nè, ổng nâng lên, tay đang như vậy, hai tay mình mở rộng quá, tay mình hạ xuống, lúc này mình nâng đầu lên. Đó, lúc này lực đầu nó sẽ dồn vào cổ, làm cho cổ mình rất là đau ha, nó sẽ bị chèn. Hoặc các bạn để ý nè, ổng sẽ xoay ngang cho các bạn. Nè, lúc này ổng hạ đầu xuống, ổng hạ không đúng, ví dụ như vậy, ổng hạ đầu xuống, cái đầu của mình nó chịu lực ở trán chứ không chịu lực ở đỉnh đầu. Khi xuống như vậy, có nhiều bạn lắm nha, hai tay ôm nè, rồi hạ đỉnh đầu của mình xuống, chứ không phải hạ trán của mình xuống, chứ không hạ đỉnh đầu. Đó, nó là như vậy nè, các bạn hãy nhìn. Cái vị trí này vị trí trán nè, các bạn lên, lên, đó, lên, cổ mình bắt đầu bị chèn ép ở đây, à, đó, bắt đầu lên, thiếu đâu nữa, sẽ bị nặng hơn. Khi tập xong á, các bạn cảm thấy bị choáng, nó bị tức, ê, cái phần cổ, nha, thì cái đó mình đang tập sai. Đang tập sai ở vị trí mà chịu lực ở phần cổ vai gáy. Nên chính vậy là có nhiều bạn tại sao nói với Huận là em tập yoga để giúp cho mình giảm đau mỏi cổ vai gáy, nhưng mà tại sao càng tập càng đau. Nên các bạn hãy lưu ý ba trường hợp, và một thêm một trường hợp bị nhiều nhất là lên tư thế chịu lực bằng đầu nha. Và bây giờ nếu các bạn mà muốn tập an toàn hơn và hiệu quả hơn trong quá trình tập luyện yoga, các bạn có thể liên hệ với bên Huận để bên Huận sẽ hướng dẫn cho các bạn tập
một cách hiệu quả hơn qua phần mô tả bên dưới. Còn có nhóm riêng của và dạy qua group và Zalo và Zoom, các bạn hãy đăng ký ở bên nhóm để giúp cho các bạn chuẩn từng tư thế, để giúp cho các bạn cảm thấy là tập yoga hiệu quả hơn và giảm tình trạng đau nhức cổ vai gáy của mình. Nó hành mình rất là đau, tới yoga đã tốn tiền rồi mà mình tập nó càng đau nữa thì càng thấy là rất tiếc khi bạn tập chưa đúng ha. Có nhiều bạn là lên trên mạng tập thôi, người hướng dẫn là hướng đúng, nhưng mà họ chưa nói hết những cái kỹ thuật mà các bạn nhảy vô bạn tập luôn những tư thế nâng cao rồi chấn thương thôi nha. Chấn thương là chuyện bình thường, nó chỉ cần mỗi ngày sai một ít, mỗi ngày sai một ít, mỗi ngày sai, thì nó sẽ tổng hợp lại tất cả những cái ngày đó thành một cái lỗi lớn, là thành một cái chấn thương lớn. Nên các bạn hãy lưu ý, nếu các bạn thấy video này có hữu ích, hãy chia sẻ cho những người bạn cũng mình đang tập yoga biết thêm những thông tin này để phòng ngừa trong quá trình tập luyện, để tránh bị đau mỏi cổ vai gáy càng đau nặng hơn. Và các bạn đừng quên là hãy ấn vào nút like, nút chia sẻ và đăng ký kênh của ổng để ổng có nhiều động lực hơn. Và các bạn và ổng cùng có một cái thông tin, khi ổng có video chia sẻ lên kênh thì bạn sẽ là người đầu tiên nhận video của ổng nhé. Ok, và đừng quên ở phía dưới ổng có phần mô tả, các bạn nếu muốn học thì đăng ký qua nhóm Zalo của ổng nhé, ổng sẽ tư vấn trực tiếp cho các bạn. Ok, xin chào và hẹn các bạn lại video tiếp theo. Namaste.